Hello, xin chào anh em. Anh em có thể nhìn thấy hiện tại trên tay mình có một chiếc Xiaomi 12S Ultra, đúng không? Nếu anh em nào mà yêu Xiaomi chắc có lẽ là sẽ không lạ gì chiếc máy này, bởi vì đây là một flagship đỉnh nhất của Xiaomi tại thời điểm hiện tại. Ok, thì nó có thể không bằng chiếc Xiaomi Fold, nhưng nó vẫn là một sản phẩm được anh em săn lùng rất là nhiều luôn, những anh em mà yêu Xiaomi ấy, bởi vì là nó là một chiếc camera phone chính hiệu với ống kính của Leica nhá. Ống kính rất là xịn này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái ống kính như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp luôn. Lưng thì bằng da, viền này thì là mạ vàng 23K thì phải. Đó, rất là đẹp nhá. Thì hiện tại chiếc máy này thực ra rất là khó tiếp cận đến người dùng bởi vì mức giá của nó quá cao đối với một chiếc máy đến từ Trung Quốc. Đó, chỉ những anh em nào thực sự yêu thích Xiaomi, thực sự yêu thích công nghệ thì anh em mới sở hữu chiếc máy này thôi. Đó, mức giá hiện tại mình đang bán là tầm hơn 20 triệu cho một chiếc. Vâng, thì ngày hôm nay thì mình làm clip này không phải để review chiếc máy này, bởi vì chiếc máy này hiện tại đã rất nhiều anh em làm review ở trên YouTube rồi. Đó, đúng không? Mình thì không phải là một reviewer chuyên nghiệp, thế nên là mình sẽ không làm review chiếc máy này nhiều, mà mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em cách chạy ROM EU tiếng Việt, có tiếng Việt, có Google Play cho chiếc máy này. Bởi vì hiện tại chiếc máy này chỉ mới phân phối ra tại thị trường Trung Quốc mà thôi. Thế nên là nó không có tiếng Việt và không Google Play khi chúng ta mua về đến tay đến Việt Nam mà chúng ta. Nói chung là rất là khó để dùng đối với anh em nào không hiểu biết về công nghệ, không hiểu biết nhiều về Xiaomi. Đó, đây này. Mà có hiểu biết thì anh em vẫn muốn chạy ROM tiếng Việt đúng không? Đó là chỉ có những ứng dụng của Trung Quốc rất là nhiều ở đây và nó chỉ có tiếng Anh và cả tiếng Trung thôi. Đấy là một cái hạn chế của Xiaomi nội địa Trung Quốc, mặc dù máy rất là ngon nhưng mà lại không có tiếng Việt, không có những dịch vụ Google. Vậy bây giờ chúng ta cài tiếng Việt như thế nào ấy, thì ở clip này mình sẽ làm và hướng dẫn anh em một cách cụ thể nhất. Nếu anh em muốn cài tiếng Việt ngay thì anh em phải xem clip ở trên cài tiếng Việt tạm thời, anh em phải xem clip ở trên kênh TikTok bên mình. Còn nếu anh em muốn cài ROM tiếng Việt hoàn toàn, cụ thể là ROM EU rất là ngon cho chiếc máy này ấy, thì anh em hãy xem clip này nhá. Đó, thì cái để làm vì sao mình lại có cái clip làm ngay và có cái clip mà làm raw full, bởi vì là làm ngay là chúng ta chỉ cài tiếng Việt trên nền nó gốc mà thôi, chứ nó vẫn có những cái hạn chế, ví dụ như là tin nhắn Zalo hay là tin nhắn Facebook nó sẽ vẫn bị chậm thông báo. Đó, cái đấy là cái hạn chế mà nhiều người dùng rất là khó chịu tại thời điểm ở Việt Nam bây giờ cho những chiếc máy này. Đấy, còn ROM này thì mình sẽ hướng dẫn các em cái cài full, bởi vì là nó lâu, bởi vì là nó sẽ mất phải 7 ngày chúng ta unlock, 7 ngày sinh quyền, sau đó chúng ta sẽ unlock và mới cài được. Thì 7 ngày unlock như thế nào ấy, chúng ta cần một SIM 4G và chúng ta cần chờ như thế nào ấy, thì các bạn xem lại clip mà mình hướng dẫn chạy những chiếc Xiaomi khác, ví dụ như là K50 hay là K50 Gaming gần đây ấy, thì cái này làm cũng tương tự như thế nhá. Thế nên là mình sẽ bỏ qua bước unlock và mình sẽ tiến hành bước chạy ROM luôn cho clip này, nó ngắn thôi để anh em xem cho nó nhanh nhá. Đó, thì để mà làm ROM cho chiếc máy này được ấy, thì chúng ta cần một chiếc máy tính có kết nối mạng internet tốc độ nhanh nhanh một chút, bởi vì file ROM của chiếc máy này lên đến 5G, hơn 5G sao ấy, và một chiếc cáp USB xịn xịn một chút nhé. Máy tính thì chúng ta nên chọn một chiếc máy tính có cấu hình cao một chút, ít bị sập nguồn thôi, chạy phải ngon. Laptop thì càng tốt đó, và Win 7 thì lên, chứ Mac thì chúng ta không làm được đâu. Thế nên là chúng ta cần chuẩn bị như vậy. Còn bây giờ làm như thế nào thì chúng ta cùng thao tác ở trên máy tính nhé. Ok, chiếc máy này đã lắp xong rồi nhá, thế nên chúng ta sẽ thao tác trên máy tính luôn. Đầu tiên thì tất nhiên là có mạng internet, chúng ta sẽ vào cái trang web là mifirm.net để chúng ta đa ROM nhé. Mifirm.net để chúng ta đa ROM này. Đó, trang này thì là một trang của một bạn Việt Nam, bạn ấy phát triển, cụ thể là bạn Tùng Tata phát triển. Mình rất thích cái trang này và mình giới thiệu anh em luôn để cho nó tiện, bởi vì trang nào rất dễ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm tên chiếc máy này là 12S Ultra, đúng không? Chúng ta chỉ ấn 12S thôi, sẽ có 12S này, 12S Pro và 12S Ultra, nên chúng ta sẽ vào đây. Đó, chiếc máy này thì hiện tại chưa phân phối ra thị trường quốc tế, thế nên là chưa có ROM quốc tế đâu. Nhưng rất may là nó đã có ROM EU để cho chúng ta chạy rồi, mặc dù là mới có vài bản thôi, nhưng là cũng là cái niềm vui để cho chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt full để trên chiếc máy này, đúng không? Và những dịch vụ của Google. Thì bây giờ thì mình khuyên anh em này, ở đây thì sẽ có hai loại khác nhau. Ở đây thì mình sẽ có file ROM đời mới nhất là Recovery và file ROM là chạy trên nền Fastboot. Thì mình khuyên anh em, mặc dù Fastboot tải rất là nhiều nhá, nhưng mình khuyên anh em là anh em nên chạy trên Recovery thì có vẻ là an toàn hơn là so chúng ta chạy trên Fastboot. Mặc dù là chạy trên Fastboot thì sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, nó chỉ tương tự giống cái clip mà mình chạy con ROM của chiếc K50 đấy.
nó rất đơn giản thôi, nhưng mà mình vẫn khuyên anh em là anh em nên chạy trên Rockery, bởi vì nhiều khi nó bị máy tính, nó không quá nhiều phụ thuộc vào máy tính, thế nên nó ít khi lỗi hơn nhé. Thì bây giờ mình sẽ download này về. Ok, là file ROM nó 4,8 GB, mình vừa nói là tầm khoảng 5 GB đấy, 4,8 GB thì mình ở đó thôi. Thì anh em download xong thì em làm nhé. Thì ở đây thì mình đã download rồi đấy, thế nên là mình không còn cần 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 phải 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 ấy nữa, phải mình làm cho anh em nhanh thôi. Ở mình đã download và mình đã lưu ở đây đây. Thì file ROM sau khi download xong ấy thì nó sẽ dạng ở 4,6 4,8 GB đấy. Thì khi mình mở file ROM ra, đây là file ROM chạy qua Raspberry, thì khi mình mở ra thì nó sẽ có những cái định dạng như này. Thì file ROM dạng này thì chúng ta sẽ không giải nén nhé, file ROM chúng ta sẽ không giải nén, mà chúng ta để nguyên chúng ta chạy. Ok, chúng ta tí chúng ta sẽ có cả máy chạy, nhưng mà chúng ta cần chạy như thế nào ấy, thì bây giờ là chúng ta cần cài một cái Recovery TVKRP, một cái Recovery ngoài để chúng ta có thể flash ROM được. Thì cái file Recovery đấy mình đã để ở trên cái phần mô tả của video ấy. Chúng ta sẽ đào về và giải nén sẽ được hai cái này, đó là một file Recovery khoảng 200 MB nhá, và một cái gọi là minimal ADB trên Fastboot. Chúng ta sẽ giải nén cái này ra và chúng ta cài đặt trên máy tính. Ok, khi chúng ta cài xong thì nó có dạng giống dạng CMD ấy. Chúng ta sẽ vào phần tìm kiếm ở trên video này, ở đây mình dùng nguyên 10 nhá, chúng ta sẽ ghi là ADB này. Đây, nó sẽ là minimal ADB Fastboot nha. Chúng ta sẽ bật cái này lên. Đó, nó giống như cái CMD thôi. Nó thực ra là một file CMD. Thì bây giờ là chúng ta cần gõ những tập lệnh để chúng ta vào được. Nhưng mà trước tiên khi gõ lệnh ấy thì chúng ta cần phải là trước khi gõ lệnh thì chúng ta cần phải vào Fastboot của chiếc máy này nhá. Chúng ta cần phải vào Fastboot nha. Đó, thì vào Fastboot chiếc máy này như thế nào thì nó cũng tương tự như chiếc máy CMD khác thôi. Ở trên màn hình chính hay ở màn hình tắt chúng ta đều làm tương tự nha. Chúng ta ấn nhỏ tiếng này và nguồn, chúng ta giữ cùng một lúc, cứ giữ đến khi nào nó vào phát bút thì thôi, chúng ta đừng lỏng tay ra nhé, chúng ta phải giữ chặt. Đó, nó tắt nguồn, kệ nó. Đó, đây là chúng ta phải giữ nha. Đó, phải giữ đến khi nào nó vào đây, nó vào phát bút màu chữ màu đỏ như này là ok. Chúng ta cắm cáp vào này. Tất nhiên là khi chúng ta đã unlock ấy là chúng ta đã cài Recovery rồi đúng không, chúng ta đã cài Deliver rồi đúng không. Chúng ta đã cài Deliver này thì mình không nói nữa, thì nó phải nhận Deliver. Thì bây giờ để mà biết chắc chắn là nó có nhận Deliver hay không ấy, chúng ta cắm vào máy tính rồi đúng không. Chúng ta ở trên cái màn hình màn hình ADB này, chúng ta sẽ gõ cái tập lệnh là Fastboot để xem có nhận thiết bị không nha. Fastboot device đó, đây này, như thế này là nó không có thiết bị này. Đó, như thế này nó đang không có thiết bị nha. Chúng ta sẽ phải gõ lại này. À mình gõ nhầm, theo chiếc đây. Đây, ok. Nó đã nhận được cái thiết bị là D4702D đây này. Đây là đã nhận thiết bị rồi. Thì khi nó nhận thiết bị này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành flash file recovery. Đó, bằng cái tập lệnh là phát boot tiếp này. Chúng ta cần nghe kỹ nhá. Chúng ta gõ sai là sẽ không được đâu. Flash này. Flash này. Đó, mình sẽ đánh chậm này, flash này, đó. Recovery này. Recovery này. Đó, sau đó chúng ta ấn cách ra, chúng ta kéo cái file recovery 200 MB này vào. Đây nhá. Đây, chúng ta kéo vào nhá. Đó, chúng ta kéo vào như này. Sau đó chúng ta sẽ ấn enter này. Đây nó sẽ gửi file recovery này nhá. Bởi vì file này nó tương đối nặng nên nó sẽ hơi lâu một tí. Ok, nó báo fail như thế này, không sao cả. Đó, chúng ta sẽ gõ lệnh nó nhảy vào nhá, chúng ta sẽ gõ tiếp là Fastboot. Fastboot này. Boot. Có nghĩa là chúng ta boot vào Recovery đi. Đúng không? Đấy, chúng ta kéo vào này. Cách này nhá, phải như cách nhá. Rồi chúng ta Enter này. Đó, nó sẽ boot vào Recovery luôn ở trên máy nhá, chúng ta cùng chú ý trên cái máy này. Đó. Ok, máy đã thoát rồi này. Đó, cùng chờ là xem nó có vào recovery không nha. Đó, xem nó có vào không nha. Ok, là vào như này, là vào recovery này, TeamWin này. Đó, là cái file của chúng ta cần làm đấy. À, chờ nha. Chờ nha. Cứ chờ cái này thì xong rồi này. Đó, đây, ok, nó vào như này được rồi nha. Nó vào ở cái mặt hình recovery này được rồi. Ok, hiện tại bây giờ trên máy tính nó sẽ lại nhận một cái file thiết bị và có bộ nhớ trong như thế này. Thì chúng ta sẽ copy cái file zip mà chúng ta vừa đào 4,8 GB đó vào trong cái bộ nhớ máy này nhé. Đó, tên chiếc máy này là Thor, vâng, rất là kinh khủng. Ta sẽ copy vào đây. Đó, ok, nó cũng nhanh thôi bởi vì đây là chiếc máy sở hữu cổng USB 3.0. Đó, chúng ta sẽ copy vào. Chúng ta cùng nhìn lại cái recovery của nó nhé.
chúng ta nên đao đúng cái đường link mình gửi thì nó sẽ vào được, còn nếu chúng ta đao sai file recovery ấy, thì nó sẽ không vào được, bởi vì cái file recovery này nó thiết kế cho mỗi máy là một khác nhau chứ không máy nào nó giống máy nào nhé. Đó, chúng ta cứ copy vào, khi copy xong là chúng ta phải rút máy tính ra và chúng ta chỉ thao tác trên điện thoại là được. Thì hiện tại bên mình đang làm cái link hướng dẫn cho các bạn, nếu các bạn mà làm không được ấy thì các bạn có thể gọi theo số hotline bên mình, dùng cái số đấy để tìm Zalo và gọi cho mình sẽ làm online cho các bạn luôn nha. Đặc biệt là các bạn mua máy bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ liên tục, còn các bạn mà không mua máy bên mình ấy, thì bên mình cũng vẫn hỗ trợ, nhưng mà các bạn sẽ phải xếp hàng sau các bạn kia, bởi vì một ngày mình nhận rất là nhiều cuộc điện thoại để mình làm những cái ROM này. Chính vì vậy mà đến bây giờ là 10 giờ mình mới làm được clip để cho các bạn xem, chứ còn trước đấy thì mình đã phải làm cho khách hàng tại cửa hàng cũng như là khách hàng gọi online cho mình. Đó. Có những khách hàng người ta đi tàu ấy, mình ở Hải Phòng mà, thế nên khách hàng thủy thủ biết bên mình rất là nhiều, người ta đi tàu, người ta sang bên Trung Quốc, người ta mua được những chiếc máy như này thì rẻ hơn ở Việt Nam là một chút, cái điều đó là điều đương nhiên đúng không, mình về đây còn đóng thuế các thứ nữa, thế nên là người ta gọi cho bên mình để mình làm từ xa thì người ta rất là nhiều luôn đó. Sau đó thì họ cũng về mình để họ ủng hộ những sản phẩm khác, họ mua cho người thân đó. Mình bên mình thì có bán cả iPhone với cả Samsung với các thứ mà, tất cả các dòng máy luôn, rất là nhiều, thế nên họ dẫn người thân đến mua iPhone các thứ ủng hộ mình, mặc dù là đi Trung Quốc thì mua được Xiaomi giá rẻ đấy, nhưng mà vẫn về Việt Nam để ủng hộ mình. Vì nó nằm ghi là có hơi lâu nha. Ok nhá, sau khi có vào xong rồi, đó, có xong như này rồi, thì chúng ta có thể rút được cáp ra thôi. Đó, rút được cáp làm. Tất nhiên là khi chúng ta làm con recovery này, một điều chúng ta phải quan trọng là chúng ta phải sạc pin nhiều nhá. Pin trên 50% vẫn làm, con này của mình 93 đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ vào wipe trước này, để xóa hết những cái gì mà dữ liệu cũ đi, ok. À tất nhiên là khi làm chạy cái này thì chúng ta sẽ mất hết tiếng Việt nha, à, mất hết dữ liệu nha, chúng ta phải lưu lại sau khi trước kia lóc nha. Đó, chúng ta sẽ vào cái file này. Đây là mình quay lại cho chúng ta nhìn nhé. Chúng ta vào install nhé. Chúng ta vào đây. Chúng ta tìm những cái file ROM ta vừa có vào đây này. Đó, chúng ta ấn vào cái file ROM này. Chúng ta trượt sang để chúng ta flash này. Đó. Đó, đang flash đấy. Ok nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ để bên cạnh và chúng ta chờ đợi này. Cái này chúng ta phải kiên nhẫn nha, đừng tắt đột ngột đi, tắt đột ngột đi nhiều khi bị brick ấy. Brick nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chúng ta không thể khởi động lên được nữa. Nó đã mất hết phần mềm ở trên boot rồi, thế nên chúng ta phải cẩn thận nhé. Cái bước này thì nó chỉ ở trên máy thôi, không phải phụ thuộc máy tính nữa, nên chúng ta cứ để máy nằm yên như thế này. Mất tầm khoảng 5 đến 10 phút là nó flash xong ấy. Ok, cùng đợi nhá. Ok nhá. Đây nhá, không có một dòng màu đỏ nào là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm được rồi. Nó báo đăng rồi. Nhanh thôi, không đến 5 phút đâu, mình thấy cũng nhanh thôi, mình cứ tưởng là lâu. Cái này nó nhanh hơn là up bằng phát boot kia. Đó thì bây giờ chúng ta chưa reboot vội nhá. Thì chúng ta cứ vào wipe đi để cho chắc này, ok. Và bên thêm bước này nữa là cho yên tâm nhá. Đó là vào cái bước wipe này. Sau đó chúng ta sẽ format data này, chúng ta ấn yes này. Đó, chúng ta ấn ok, cho nó yên tâm đi, cho nó hoàn toàn ngon đi. Đó, chúng ta reboot system này, nhiều khi chúng ta quên cái bước wipe này nó sẽ bị treo, nó bị treo logo, lúc đây chúng ta phải chạy lại đi. Đó, ok, lên được logo thế này, nó không bị brick này, nếu mà bị brick là nó sẽ không lên một cái gì cả. Thì bây giờ nó là cái bước tiếp theo, là cái bước cài đặt khởi động lần đầu. Thì khi khởi động lần đầu ấy thì nó cũng sẽ mất thêm tầm, cũng mất thêm tầm khoảng 5 đến 10 phút nữa đấy. Ok, bây giờ ta lại chờ tiếp thôi, chờ cho lên. À đây này, hiện tại đang treo ở recovery rồi, recovery gốc này, thì mình lại vào wipe nhá. Mình lại vào cái thứ hai này, mình chọn này, đấy, chọn thứ hai này, chọn dưới này, đó, mình chọn đây, đây, hai này, xuống dưới này, chọn cái dưới này, đó, để mình format lại lần nữa nhé, đó, ok, mình bây giờ mình sẽ reboot lại này.
Đó, khi mà mình chạy mà nó phát hiện ra bút mà có vấn đề ấy, thì nó sẽ trở recovery như thế nhá. Thì bây giờ chúng ta cứ quay lại chúng ta làm thôi. Còn nếu mà anh em nào vẫn bị như thế nữa thì chúng ta có thể download lại tiếp một file ROM khác để chúng ta chạy nhá. Chúng ta cái này làm trên máy thì nó yên tâm thôi, nó cũng an toàn, nó không sợ chết đâu. Mình làm mình chưa bao giờ mình chạy bằng recovery ngoài mà bị chết máy cả. Thế nên mình phải nói thật, trừ trường hợp là chúng ta download file ROM nó bị lỗi thôi. Đó, mình chờ tiếp nhé. Ok, xong rồi nhá. Cái này chúng ta phải, các bạn phải kiên nhẫn nhá, bởi vì là mình ngồi chờ còn lâu hơn là bước vào lab. Có nghĩa là nó phải đến 10 phút đấy, có nghĩa là cứ chờ thôi, nó cứ chạy chạy bên dưới là chúng ta cứ chờ nhá. Lâu thật đấy. Đây này. Ok. Tiếng Việt luôn. Nhìn cái phông là thấy buồn cười không? Nó bị lỗi phông một chút thôi, cái này chỉnh được nhá. Đó. Ok nhá. Thì khi chúng ta kích hoạt những cái dòng MIUI 3 ấy, chúng ta tốt nhất là chúng ta không nên kết nối Wi-Fi hay là SIM vào nhá. Nó sẽ kích hoạt nhanh hơn đấy. Trường hợp là nếu có tài khoản thì chúng ta phải kết nối để chúng ta kích hoạt. Đó. Mình sẽ kích hoạt nó nhanh hơn một chút nhé. Cái ROM này thì nhược điểm là nó đang bị lỗi phông, cái phông của nó giống kiểu là cái tiếng Việt chạy tạm thời của mình ấy. Nhưng mà cái phông này chúng ta chỉnh được thoải mái. Ok. Ok. Đấy, giao diện EU đây rất đơn giản thôi. Google Play những cái ứng dụng cần thiết để dùng. Đó. Công cụ của Xiaomi đã có. Đó. Con này thì ngon lắm. Con này thì đầy đủ những tính năng mà chúng ta cần, có nghĩa là nó có camera xịn này, nó có cổng hồng ngoại này để cho chúng ta có thể dàn điều khiển những cái chiếc máy Xiaomi rẻ tiền thì có những cái này, nhưng mà nhiều khi chung chung tiền thì lại không có, nhưng con này đắt tiền nhất lại có cái này đó. Rồi nó có loa hát man cần này, ngon luôn, nghe nhạc siêu đỉnh luôn đó, đầy đủ hết luôn, bộ nhớ trong 256, bộ RAM 12 GB. Vâng, thì hôm nay mình làm clip hướng dẫn chúng ta cài cái ROM EU cho chiếc máy này đơn giản như vậy thôi. Khi nào mà chiếc máy này có ROM quốc tế thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn sau. ROM quốc tế thì nó chắc có lẽ là nó sẽ không bị lỗi phông, hay là nó sẽ như những cái bản xuất trên thị trường toàn cầu. Thế nên là nó dùng nó cũng sẽ đơn giản và dễ hơn. Nhưng cái ROM này thì dùng anh em bỏ nó sẽ ngon hơn. Bao nhiêu tính năng của MIUI Trung Quốc là nó vẫn giữ nguyên. Đó, nó sẽ ngon hơn mà lại có tiếng Việt mà lại không bị chậm thông báo các thứ. Thế nên là nhiều anh em thích dùng cái bản này hơn. Đó. Thì để mua sản phẩm này nhá, mình phải nói luôn là sản phẩm này là sản phẩm rất là đắt tiền của Xiaomi. Giá hiện tại không dưới 20 triệu. Bây giờ mình đang làm clip này, đó là tháng 10 của năm 2022. Không dưới 20 triệu đâu các bạn nhé, anh em nhé. Thế nên là mua sản phẩm này thì đa phần là Mi fan chính hiệu sẽ thích thôi. Hoặc là những người nào thích dùng cấu hình cao, camera xịn thì sẽ thích thôi. Chứ người nào mà thiên về thương hiệu ấy thì tầm 20 triệu thì mọi người đều mua iPhone hoặc là Samsung rồi, đúng không? Đó. Ok. Thì anh em nào xem clip này mà không làm được ấy thì cô mình dưới video nhá. Và nếu mà thấy hay nhớ cho mình một like và chia sẻ mọi người cùng xem. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em.